Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái nội dung thứ nhất trong bài giảng ngày hôm nay. Thì nội dung thứ hai đó là những nhảy cao mà tuần trước thầy đã hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Chính mà cụ thể đó là một bước đá lăn kết hợp đánh tay ha. Thì tiết ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn kỹ hơn về phần kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Thì thầy nói sơ về chút xíu là về kỹ thuật nhảy cao chúng ta có 4 kiểu. Thứ nhất là kiểu bước qua, thứ hai là ấp bụng, thứ ba nằm nghiêng và thứ tư là lưng qua xà. Thì cái nhảy cao kiểu lưng qua xà đó là một kỹ thuật tối ưu hóa chỉ dành cho các vận động viên. Đây là một trong những kỹ thuật mà tiên tiến hiện đại nhất cho tới bây giờ. Thì về phần nhảy cao kiểu nằm nghiêng thì chúng ta sẽ có bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chạy đà, giai đoạn thứ hai là dầm nhảy, thứ ba là giai đoạn trên không và thứ tư là tiếp đất. Mỗi giai đoạn sẽ có mỗi kỹ thuật khác nhau. Thì ngày hôm nay thầy sẽ thực hiện một lượt 4 giai đoạn, sau đó thầy sẽ phân tích từng giai đoạn cho các bạn quan sát nhé. Các bạn theo thầy. Thì đầu tiên là các bạn xác định cái điểm dầm nhảy ha. Và quan sát. Ở đây thì chúng ta cũng thiếu dụng cụ nên là các bạn hết sức thông cảm ha. Và đầu tiên là các bạn sẽ thực hiện nhảy ha. Rồi, bây giờ thầy sẽ thực hiện 3 bước dầm nhảy ha. Quan sát đây. Rồi vừa rồi thầy đã thực hiện cái kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho các bạn quan sát. Thì bây giờ các bạn sẽ thực hiện theo thầy một số bài tập bổ trợ cho việc nhảy cao. Thì giáo án trước chúng ta đã học một bước dầm nhảy ha. Một bước dầm nhảy như thế nào thì thầy ôn lại cho các bạn nhé. Thì các bạn phải xác định chân dầm nhảy. Thường chân dầm nhảy sẽ là chân không thuận nha các bạn. Quan sát nha. Đây là giáo án tiết trước nha. Một. Thì giáo án ngày hôm nay các bạn sẽ thực hiện cho thầy một bước dầm nhảy đá lăn kết hợp đánh tay ha. Một bước đá lăn. Thầy thực hiện lại nha. Chân dầm nhảy các bạn để sau, chân lăn để trước. Tư thế các bạn hơi khom người về trước, tay để ra sau chuẩn bị nè. Một. Cảm ơn các em. Rồi. Mỗi bạn sẽ thực hiện 15 tới 20 lần cái động tác một bước dầm nhảy đá lăn kết hợp cánh tay. Cảm ơn các em. Rồi các bạn, như vậy là thầy đã hướng dẫn xong kỹ thuật cái phần bổ trợ, bài tập bổ trợ. Thì về nhà các bạn sẽ thực hiện theo thầy hướng dẫn như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ đứng chân trước chân sau. Chân dầm nhảy các bạn để sau nhé. Chân lăn để trước, thực hiện này. Thực hiện thật chậm nha. Tư thế này, lưng thẳng, mắt hơi nhìn về trước này. Một. Hai. Làm lại này. Một. Hai. Thực hiện lại nha. Một. Đánh mạnh lên. Hai. Rồi, thực hiện các bạn thực hiện thầy 10 lần như vậy. Cảm ơn các em.